Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được nhiều con gà máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Nay lên cho bà con mình một siêu phẩm 10 tấn sau núi liền nguyên con đi giăng ma ba tê thủy. Mày nhôm nha. Dán sạp lót cao sẵn cho bà con mình rồi. 2m4 mời bà con. Dạ em chào cô chú anh chị nha. Hôm nay tiếp tục lên cho bà con mình một siêu phẩm nữa. Con này 10 tấn ngang 2m4 và dài 13m5 của chú anh chị. Tình trạng thì là liền một tấm từ đầu tới đuôi, mây nhôm, mũi trẻ, đít bằng. Và cái con này là cái dạng mà những cô chú anh chị cần là đít bung rộng, be nổi cao nước, đi cái máy tiết kiệm dầu. Em nó phục vụ được hết cho cô chú anh chị. Hiện tại bé này đang nằm ở cầu Phong Nẵm Bến Tre, nằm ở trại ghe của anh Nhật đó cô chú anh chị. Bà con mình coi mà thấy vừa ý được cái con ghe này, vừa được cái công việc để mình làm ăn nè. Được một cái con ghe giá cũng vừa phải để mình về sau mình có một con ghe tốt, mình ít bảo dưỡng và mau thu hồi vốn với bé này 10 tấn nha. Thì liên hệ trực tiếp cho anh Nhật giùm em. Kênh mình mua bán thì từ xưa giờ của chú anh chị không qua cò lái. Dạ đi quay thấy ghe đẹp là đi quay thôi. Dạ với bà con thương á, dạ ủng hộ. Bây giờ em sẽ cho cô chú anh chị mình coi về cái hoạt động dán em nó. Mây nhôm nha bà con. Dạ dán thì nổi cao nước. Rất là đẹp. Bề gió hiện tại với cái tầm này là tầm khoảng 4 tấc một tấm. Bề gió nha cô chú anh chị. Bề dành thì còn nổi cao nước nè, con lương nước còn cách mặt nước luôn bà con. Ở phía trước đây thì còn tầm khoảng 2 tấc tới 3 tấc mới tiếp nước. Mũi thì cao, đít thì cất ha, đầu cao đít cất nè, theo cầu của chú anh chị nè. Bé này rất là duyên luôn của chú anh chị, cực đẹp. Dán đã lắm nha, hai bên như một nha của chú anh chị. Để em vuốt bên đây trước, rồi cho bà con mình coi tổng dán phần bên này, rồi mình lên phía trên. Ghe thì hiện tại bây giờ có cái mùi rồi nha bà con. Mùi thì anh đóng trụ cây, ở trên anh lợp một cái miếng bạc kèo bằng cây, trụ đứng bằng cây. Lái cần, rồi, coi chi tiết kéo qua kia nè. Ra đây, này là cái tổng dán nè bà con. Tổng cái bề nổi của con ghe 2m4, 13m5 thì con này cứng 10 tấn. Cứng 10 tấn nha cô chú anh chị. Về bà con nào mà có chở mắm mắm chút xíu có thể trên 10 tấn được. Dạ, tổng chi tiết kia rất đẹp. Qua bên kia cái nữa vô bên trong. Mời bà con. Dạ, phần còn lại nha. Hai bên như một cô chú anh chị. Be liền từ đầu tới đuôi không cần giá bất cứ một vị trí nào nha. Rất là đẹp luôn. Bà con mình muốn biết rõ hơn thông tin chi tiết về cái con em 10 tấn, 2m4, 13m5 này thì alo cho anh Nhật. Con này đi giăng ma ba thủy nha cô chú anh chị nha. Dáng ghe rất là đẹp, nổi thông nước dữ lắm bà con. Con này về cô chú anh chị mình muốn một cái máy chạy tiết kiệm, máy đẹp, máy tốt thì để con này. Còn bà con nào muốn chạy tốc độ tí xíu thì mình lấy con này lên em. Mình đổi cái máy 6, cái máy 4 mình để vô mình bay cô chú anh chị. Dáng ghe nổi đẹp lắm. Mặt mũi cao nè, mắt duyên nè. Đít bung rộng nữa, ghe này mà đi cào, đi câu, đi kéo, cái gì cũng được hết các tình yêu ơi. Rất là đẹp luôn, mê nhôm nha. Đây, vô trong nha. Không còn gì chờ đợi nữa, quá đẹp rồi. Đã quá. Dạ, chi tiết bên trên nè bà con. Phần hầm mũi thì ảnh đã lắp sẵn cho cô chú anh chị mình một phần composite 4 lớp để chống nước nó tràn vô ở trong cái hầm mũi của chú anh chị cho nó kỹ cái phần lô mũi luôn cho bà con. Dán sạp thì anh lót dán sạp cao sẵn luôn cho các tình yêu rồi. Dàn đít chạm bá lửa luôn nè cô chú anh chị. Nó bung từ ngay hông ghe nó đi dài ra đằng sau luôn, không bị bóp lại luôn nha bà con. Chi tiết dán sạp thì bây giờ anh đang lót bằng với lại cái ấp khẩu theo cái dạng là ghe cho bà con mình về làm ghe câu nè, ghe ăn uống ca hát nè, ghe gia đình nè. Còn về mình làm theo cái dạng ghe cào thì mình giật cái dạng sạp này xuống, ghe nó rất là rộng nha. Chiều ngang 2m4 thì nó không nhỏ đâu cô chú anh chị. Con này mình giật cái dạng dán sạp xuống, mình lấy dạng dán này mình lên mình làm lại cái mui luôn cũng được nữa bà con. Bộ đứng lớn, be lớn, trụ mui, kèo mui nè. Nãy em nói cô chú anh chị mình toàn bộ là gỗ hết, rất là chắc nha, cực kỳ đã luôn. Ghe mà của trại ghe thì không còn gì để bàn nè cô chú anh chị. Và giá hiện tại bây giờ em báo luôn cho cô chú anh chị, cho những bà con nào đang cần một cái con ghe chất lượng như vậy, được cái máy thủy nữa thì alo cho anh. Giá hiện tại bây giờ anh đang kêu là 78 triệu bà con. 78 triệu có thương lượng ít lọc cho cô chú anh chị nha. Đâu rồi? Sao dở đây? Trời ơi cái dán sạp nó dày dữ lắm cô chú anh chị ơi. Trời ơi đôi ga. Nó ra chà bá lửa luôn, em không biết bao nhiêu nữa cô chú anh chị ơi. Đây nè. Đổ cản luôn. Hay đôi. Ông đà thì 50 nha bà con.
lâu mũi thì rút bù lon xuống tới đây rồi. Cây cối khủng lắm bà con ơi, bè đẹp luôn nè, dài cái lần sau luôn. Bây giờ quyết coi cụ dán sạp nặng mà thú luôn trời. Đây bà con, tấm mặt đầu 16 phân 5 phân hai tấm đầu nè, hai cây cong đầu là 16 năm nha cô chú anh chị. Mũi đây tiếp tục dở thêm một phần nữa cho cô chú anh chị mình coi nha. Con ghe này bây giờ chỉ dở là hình thức tượng trưng thôi bà con, cây be nó đẹp lắm. Tổng đà 6 phân thôi mà cô chú anh chị, 6 phân 7 phân luôn. Ghe này từ cong tới đà tới be luôn cô chú anh chị, cái gì nó cũng bự hết. Ấp khẩu thì bây giờ em không biết bao nhiêu nữa, cái nó dày lắm bà con ơi. Ông đà nè, dàn xương con mình coi khích rịch luôn, sát rạc không một miếng nước luôn. 78 triệu cho bà con mình chở tắm đấy nha bà con, đóng đinh nè, này ngay cái bàn cho nên là đóng đinh nè chứ anh chị. Ủa nó hết cứ ngắt rồi bà con ơi, dở gán 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 dở cho bà con mình coi tắm này. Ghe này từ công tới bè nó đẹp quá trời. Ủa đóng đinh hết rồi chứ anh chị, bây giờ nè 2m4 13m5 10 tấn cứng nha cô chú anh chị. Giá 78 triệu. Khó ra miệng luôn. Máy thì đi dân mà 3T. Nhân mà thủy. Ba máy. Số luôn. Chỉnh liền theo máy. Mấy con máy thủy thì nó không có sexy nha cô chú anh chị. Xuống này mình siết ốc là mình quất thôi. Tiếp thì tiếp bao nhiêu đây? Tiếp 76 lắp 40. 76 40 nha bà con. Bự lắm. Bè bè ra tới cuối đuôi luôn rồi. Bản thần không. Cuối cùng nha. Sàn đuôi. Có lái cần sẵn cho cô chú anh chị mình rồi. Dạ bà con mình muốn biết thêm chi tiết nữa thì alo trực tiếp cho anh chủ, chẳng hạn như cái phần gia cả thì bà con mình cứ alo cho anh để coi coi anh có thơm thảo cho mình nhiều nữa không nha cô chú anh chị. Bông vũ long đền rất đẹp luôn nè. Ok, nay thì làm việc thêm một bãi nữa cho cô chú anh chị mà gần cầu Phong Nẫm nha, có bựng nước luôn. Rồi em báo lại kích thước cho cô chú anh chị mình, bé này chiều ngang là 2m4, dài 13m5, lái cần đi dăng ma ba thủy 3T á cô chú anh chị, tiếp 7645 bằng sắt. Dây sạp thì đã dây lót cao sẵn cho cô chú anh chị mình rồi, bằng mặt có lại ấp hẩu mui bằng cây hết nha cô chú anh chị, từ trụ đứng cho tới kèo luôn. Ở trên thì là một lớp bạc, phần mũi thì có lắp ngay bể bước xuống á, một phần composite 4 lớp sẵn cho bà con. Ghe thì mê nhôm từ đầu tới đuôi không cần giá, ghe rất là đẹp luôn. Công đà thì tản thần như nãy cô chú anh chị mình coi đó, giá 78 triệu bà con mình thấy vừa mắc phù hợp công việc mình làm á. Dạ alo trực tiếp cho anh Nhật gần cầu Phong Nẵm Bến Tre bên kia cô chú anh chị. Rồi và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất của năm giới thiệu mỗi ngày. Cảm ơn bà con, tạm biệt, bye bye bà con.